Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với RTK Media. Ở clip lần trước, chúng mình đã review 2 season của Kamen Rider Amazons. Và ngày hôm nay, theo những yêu cầu của các bạn trên kênh, chúng mình sẽ thực hiện review phần phim điện ảnh nối tiếp Kamen Rider Amazons The Movie The Last Judgment hay Kamen Rider Amazons The Movie Saigo no Shinpan. Đây là phần phim mới nhất thuộc loạt phim về Kamen Rider Amazons công chiếu tại các rạp ở Nhật Bản vào ngày 19 tháng 5 năm 2018. Giờ chúng ta cùng bắt đầu bước vào tìm hiểu nhé. Đầu tiên về phần cốt truyện, Kamen Rider Amazons The Movie The Last Judgment lấy bối cảnh 2 năm sau những sự kiện diễn ra ở Kamen Rider Amazons Season 2. Lúc này, Mizusawa Haruka, Kamen Rider Amazons Omega đang bị nhóm của Kurosaki thuộc tổ chức 4C truy đuổi. Trong tình thế bị dồn vào chân tường, Mizuki đã ra sức bảo vệ cho Haruka. Giữa cuộc xung đột, hai người đã rơi xuống hồ và dạt vào một trại trẻ mồ côi gần đó. Tại đó, Haruka gặp được những đứa trẻ đã được nuôi nấng và quản thúc bởi người đàn ông tên Enosuke Mido. Ông ta cũng đồng thời bảo vệ cho những đứa trẻ khỏi sự tấn công của những Amazons khác gần khu vực trại trẻ. Những đứa trẻ tại đây được nuôi dưỡng cho tới khi có những gia đình tới nhận nuôi họ. Song, đằng sau một vỏ bọc tưởng chừng như là bình yên đó lại là một sự thật động trời. Haruka đã khám phá ra được rằng thực chất những đứa trẻ được nhận nuôi về để làm thức ăn cho gia chủ. Đồng thời, trại trẻ mồ côi kia chỉ là một trang trại chăn nuôi Amazons trá hình làm nguồn cung cấp thức ăn cho con người. Đây là dự án nằm trong kế hoạch của Jugo Tachibana, lãnh đạo tổ chức 4C. Ngay lúc này, Haruka phải đương đầu với âm mưu của chủ trại trẻ, Mido, đồng thời giải cứu cho những đứa trẻ kia khỏi thảm kịch bị trở thành thức ăn cho con người. Để nhận xét về cốt truyện của bộ phim thì mình thấy phim vẫn giữ được tông màu u tối, bí ẩn, ghê rợn. Thêm vào đó vẫn là cuộc đấu tranh sinh tồn giữa con người và các Amazons. Song, mạch phim có phần khá chậm và dài dòng, đôi khi tạo một cảm giác mệt mỏi cho người xem. Tuy nội dung phim khá ổn, cũng có một sự cuốn hút nhất định, song chính mạch phim đã khiến cho mình có cảm giác phim không thực sự giữ được chân khán giả xem phim. Lý giải cho vấn đề này có lẽ bởi biên kịch chính của bộ phim lần này là Yuya Takahashi, thay vì người đã đảm nhiệm kịch bản cho hai phần phim trước đó, bà Kobayashi Yasuko. Điều này có lẽ phần nào đã khiến phim không giữ được tinh thần vốn có như hai season trước. Ngoài ra, nội dung của phần phim này gần như tách biệt hoàn toàn với hai season trước đó, nên việc bạn có xem phần phim điện ảnh hay không cũng không hề ảnh hưởng quá nhiều. Công bằng mà nói, Movie The Last Judgment giống như một phần ngoại truyện hơn là một phần phim nối tiếp. Tiếp theo về nhân vật, hai Amazons chủ chốt là Mizusawa Haruka và Takayama Jin vẫn tiếp tục góp mặt trong phần phim này. Thêm vào đó, ta có sự xuất hiện của một Amazons mới, Enosuke Mido, Kamen Rider Amazons Neo Alpha. Ngoài ra, đội diệt trùng cũng như nhóm của Kurosaki vẫn góp mặt trong phim, vẫn giữ vai trò vén màn những bí ẩn trong phim dưới góc nhìn của con người. Đầu tiên, nhân vật Mizusawa Haruka ở phần phim này vẫn nắm giữ vai trò là người bảo vệ cho cộng đồng các Amazons. Như đã đề cập ở phần cốt truyện, sau khi bị 4C truy đuổi, cậu và Mizuki đã trôi dạt vào gần khu vực một trại cô nhi viện. Haruka khi phát hiện được sự thật ẩn sau nông trại chăn nuôi Amazons trá hình này đã ra sức tìm cách cứu giúp những đứa trẻ thoát khỏi đó. Phần phim điện ảnh này đánh dấu bước ngoặt trong quan điểm chiến đấu cũng như tư tưởng của Haruka rằng việc ăn sinh mạng của kẻ khác không có gì là xấu xa bởi đó là cách để Amazons có thể tồn tại. Takayama Jin ở phần phim này vì một lý do nào đó đã bị bắt giữ và bị nhốt trong hầm của nông trại Amazons. Những đứa trẻ ở đây thực thi một nghi lễ hiến máu cho Jin uống. Sau này khi mọi chuyện vỡ lở, Jin dụ dỗ một đứa trẻ tháo xiềng xích giúp anh. Sau khi được giải thoát, Jin tiếp tục công việc săn lùng các Amazons, đối đầu với Haruka. Khi mối họa từ Mido được xử lý xong xuôi, Jin và Haruka quyết đấu một trận chiến sinh tử. Tiếp theo, Enosuke Mido, nhân vật mới được giới thiệu trong phần phim này, Kamen Rider Amazons Neo Alpha. Anh là người đứng đầu trại trẻ mồ côi, là người nuôi nấng cho những đứa trẻ và gieo cho chúng lẽ sống hy sinh làm thức ăn cho con người. Mido là một kẻ phản diện khá nguy hiểm khi hắn lấy vỏ bọc nghiêm chỉnh, điềm tĩnh và cởi mở để che giấu đi âm mưu của mình. Tuy có vẻ là người luôn đứng ra bảo vệ cho những đứa trẻ, nhưng thực chất, Mido là kẻ sẵn sàng xuống tay lấy mạng bất kỳ ai trái ý mình. Ngoài ra, kỹ năng chiến đấu của tên Amazons này cũng không phải dạng vừa. Bằng chứng là việc hắn dễ dàng áp đảo Haruka. Nhân vật Mido được thể hiện bởi nam diễn viên Nobuo Kyo, người từng xuất sắc hóa thân vào vai Ichu Kasumi, Kuwaga Ranger trong Nimbu Sentai Hurricaneer. Đây có lẽ là cơ hội để anh thử sức với một nhân vật thuần phản diện trong phim. Ở phần phim điện ảnh này, người xem sẽ được biết kết cục của hai nhân vật Jin Takayama và Mizusawa Haruka ra sao. Nhưng để tránh spoil nội dung cho những bạn chưa xem phim, chúng mình sẽ để ngỏ cái kết của phần phim này để các bạn tự tìm hiểu nhé. Về phần âm nhạc, ca khúc chủ đề chính của phim lần này là It Kill All, tiếp tục là một bản rock vô cùng sôi động, bắt tai được thể hiện bởi không ai khác ngoài nam ca sĩ đầy nội lực Taro Kobayashi. Thêm vào đó là sự góp giọng của nam ca sĩ Nobuo Yamada, người từng xuất sắc thể hiện những bản opening Super Sentai vô cùng cuốn hút như Gogo Sentai Bokenger hay Tenso Sentai Gosager. Có thể nói, âm nhạc vẫn là một điểm mạnh không cần phải bàn cãi nhiều của thương hiệu phim Kamen Rider Amazons.
Cuối cùng, về hành động và kỹ xảo, phim vẫn giữ được phong độ với các pha chiến đấu vô cùng bạo lực, máu me, mãn nhãn, điều đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu của Kamen Rider Amazons. Trên đây là tất cả nhận xét của chúng mình về bộ phim Kamen Rider Amazons The Movie The Last Judgment. Phần phim này tuy không thực sự xuất sắc như kỳ vọng nhưng cũng không tệ để thưởng thức. Nếu các bạn yêu thích dòng phim Kamen Rider Amazons cũng như muốn tìm hiểu kết cục của hai nhân vật Jin và Haruka ở cuối phim sẽ ra sao thì hãy xem bộ phim này nhé. Hiện phim đã được Việt sub bởi acronym Fit Meteor Fan Sub. Link phim chúng mình sẽ ghi ở phần comment và mô tả ở bên dưới để các bạn tiện theo dõi. Bài review tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu yêu thích những video của chúng mình, đừng quên like và share nó. Và nhớ subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất để chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!